Bây giờ ta giả sử như là các user của nhóm G1 thì xem trang VnExpress và trang Microsoft, thì trước tiên ta sẽ qua máy ISA. Đầu tiên thì ta sẽ định nghĩa cái nhóm G1 này. Thì trong ISA Manager ta sẽ chọn Firewall Policy và phần Toolbox này ta sẽ chọn User. Và tiếp theo ta sẽ nêu một cái định nghĩa một cái mới, ở đây ta đặt tên là G1. Thì add những user từ bên DC qua. Từ bên DC qua thì sẽ chọn bên location DOM này. Rồi ta bắt đầu chọn G1. File now thì đã có, ta chọn tất cả, ok. Ok. Như vậy ta tiếp tục là next. Create. Apply. Giờ ta tiếp theo là ta định nghĩa một cái domain set chứa trang VnExpress. Thì tiếp theo ta sẽ vô phần Network Object Domain Name Set. Ở đây ta nêu một cái Domain Name Set, đặt tên là ví dụ như là Allow Website. Hai trang mà ta muốn vào, ở đây ví dụ trước là trang VnExpress, ta soạn sao cho có nghĩa là tất cả các địa chỉ link trong trang VnExpress đều có thể liên kết vào, ta nhấn OK và apply. Và bây giờ thì tiếp tục ta sẽ tạo một cái rule mới, new rule, ví dụ rule name tên là G1, allow select protocol, ta chọn hai truy cập trang web cho nên ta sẽ chọn hai giao thức là HTTP và HTTPS. Và ở đây sụt là ta chọn là internal. Ở đây tiếp theo dĩ nhiên ra ngoài internet là external. Và user nào, ở đây thì ta nói hồi nãy là user g1 cho nên ta add user g1 mà ta mới định nghĩa hồi nãy vào. Next và finish. Ta up. Giờ ta qua bên bây giờ ta tiếp tục click phải vào cái group G1 này, rồi nhấn Properties và sau đó rồi bây giờ ta giả sử tiếp là G1 nhóm này chỉ được phép truy cập vào cái giờ làm gì. Trước đó ta đã định nghĩa giờ làm việc cho nên bây giờ ta qua tab schedule chọn giờ làm việc, và giờ làm việc này thì là như là giờ hành chánh, ta ok. Bây giờ giả sử bây giờ là 8:52 AM, bây giờ ta qua cái máy line-in và U11 này là thuộc nhóm G1, ta thử vào internet thì thấy thành công. Và rồi ta giả sử như là hiện giờ máy ISA đang là
8:52 PM. Thì bây giờ dù máy client có là mấy giờ đi chăng nữa thì khi mà tao vào mà thử thì đã thấy nó đã không thể vào được nữa. Bây giờ ví dụ như là một ví dụ thứ hai, ví dụ ta sẽ cấm truy cập vào trang tuổitrẻ.vn, và khi truy cập vào trang này thì nó sẽ quay về trang google.com. Thì cũng như phần trước thì trước tiên ta sẽ định nghĩa trang web muốn cấm. Thì để định nghĩa trang web thì ta cũng vào new URL set và ta đặt tên cho cái trang web này, ví dụ là trang